Giá trị của bát sức. Ôi trời, nắng nóng quá đi mất. À, may quá, đúng lúc mình đang khát nước nữa. Nước mát quá, nước mát quá. Nhưng sao lại để cái bát mẻ ở đây chứ? Cả làng chẳng nhẽ không ai có chiếc bát lành lặn nào sao? Giếng nước mát thế này mà uống bằng cái bát mẻ thì thật chẳng xứng chút nào. Cái bát ở đây đâu rồi? Làm sao mà uống được nước bây giờ cơ chứ? Có cái bát mẻ thôi mà cũng bị mất. Uống nước bằng bát lành ngon hơn hẳn. Đặt cái bát này ở đây mới phải. À, cái bát đẹp thế. Cái bát đẹp thế này mà để đây thì phí quá. Chi bằng mình mang về dùng nó có phải hơn không? Quái lạ, mới đặt cái bát ở đây đã không thấy đâu rồi. Ai lại đi lấy cái bát uống nước cơ chứ? Để uống nước, uống xong hãy để lại chỗ cũ. Cái gì? Lại mất rồi à? Được mày cả. Thật là cái gì cũng có chỗ của nó. Nếu đúng chỗ, dẫu xấu xí cũng trường tồn. Còn sai chỗ, dẫu đẹp đến mấy cũng không thể nào tồn tại. Ngày con về. Alo. Mẹ ơi, con đây. Gớm, hôm nay là ngày gì mà con gái lại chủ động gọi điện về nhà thế này? Dịp này con được nghỉ giữa kỳ 3 ngày, nên tối mai con sẽ về ạ. Vậy hả con? 6 giờ tới nhà hả? À, được, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con. Sao, có phải con gái sắp về không hả mình? Đúng rồi ông ạ, à, nó bảo 6 giờ chiều mai về tới nhà. Ông với tôi lại được bận rộn rồi đây. Công tác dọn dẹp nhà cửa đón con gái hoàn tất. Công tác nấu nướng đón con gái hoàn tất. Sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?
Con nó làm gì mà không nghe máy thế này? Chắc là nó ngủ quên trên xe, nên không nghe thấy chuông điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Máy con nó hết pin hay sao đó ông à? Không biết có chuyện gì không? Không có chuyện gì đâu, chắc xe về muộn thôi mà. Vậy để tôi hâm lại thức ăn, để tí nữa con về còn ăn. Về đây rồi, làm ba mẹ lo lắng quá đi. Ba mẹ đợi con cả đêm sao? Sao giờ này con mới về? Con bị muộn xe. Thôi, vào cất túi, rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm con à. Hôm nay nhà ta ăn cơm sáng. Lần sau đi đường xa còn nhớ phải sạc pin điện thoại đầy đấy. Vâng ạ. Ăn đi con, thức ăn này là mẹ nấu cho con đấy. Ba ở nhà không có mà ăn đâu. Tối hôm qua 14 tháng 1, nhóm nhạc hàng Big Love đã đến Việt Nam. Đông đảo các fan hâm mộ đã chờ hàng giờ ở sân bay để được đón thần tượng. Bọn trẻ bây giờ hay phí thời gian vào mấy trò vô bổ thật. Ai như Linh thế kia? Con... Anh ấy kìa, đẹp trai quá đi. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Con... Chiều hôm qua con ra sân bay đón thần tượng cùng bạn. Tính tối sẽ bắt xe về, nhưng máy bay đến trễ. Sao con không gọi điện về nhà? Con à, ba mẹ cũng đi qua tuổi trẻ. Ba mẹ không ngăn cản các con thần tượng một ai đó. Nhưng các con phải biết suy nghĩ. Cần phải biết biến nó thành những hành động tích cực, hơn là để ảnh hưởng không tốt cho học tập và sức khỏe. Ba, mẹ... Hơn nữa, ba mẹ chỉ có mình con. Đừng bao giờ để ba mẹ lo lắng như vậy, nghe con. Ba, con xin lỗi. Con đã khiến ba mẹ lo lắng rồi. Thôi nào, con biết vậy là tốt rồi. Ăn cơm đi con. Đúng rồi, ăn nhiều vào. Lấy sức ngày mai đi thăm anh em họ hàng với ba mẹ nghe con. Dạ, tuân lệnh ba mẹ. Giấc mơ chưa? Chà, chưa gì mà đã nắng thế này rồi. Phải lên trên kia ngồi nghỉ một lát đã nào. Giá mà ta được sinh ra trong gia đình khá giả thì đã đâu đến nỗi vất vả như thế này. Đàn trai à, Ông là ai? Ta là thần cai quản chốn này. Ta nghe thấy tiếng thở dài quanh đây. Ta có thể giúp gì được cho cậu không? Thật vậy sao? Xin cậu hãy giúp cho con có cuộc sống sung sướng, vui vẻ hơn có được không? Thế cậu muốn gì? Dạ, con muốn có nhiều tiền bạc, có địa vị cao sang và có người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần thưa cụ. Được, nhưng nếu có được những điều đó, cậu vẫn không vui thì sao? Sao lại không vui ạ? À? Chắc chắn con sẽ vui thưa cụ. Thôi được, ta sẽ cho cậu toại nguyện. Cảm ơn cụ ạ. À. Điều ước thứ nhất. Đúng là người này. Dạ, ngài chính là anh em sinh đôi mà đức vua Thất Lạc đã từ lâu nay. Xin hãy theo chúng tôi về kinh thành để sống cùng vương thất ạ. À. Mấy ngày rồi ta không được ra đến ngoài kia tận hưởng ánh sáng chan hòa. Sao ta thấy chân tay mình buồn bực thế này cơ chứ? Dạ thưa tướng quân, đã sống trong cung điện, muốn ra ngoài phải có lệnh của nhà vua. Như thế này thì còn gì là tự do cơ chứ? Điều ước thứ hai. Như vậy là ta đã giàu to rồi. Có mà tiêu cả đời này cũng không thể hết chừng này tiền.
Thưa ông đi nghỉ đi ạ. À? Không, cần chi ngủ cơ chứ. Có đống bạc lớn thế này thì ta có thức hoài cũng không thấy mệt đâu. Dạ, như vậy là cả tuần nay ông không hề chợp mắt, chỉ ngồi ôm thúng bạc này thôi ạ. À? Ta không sao, chỉ cần nhìn đống tiền vàng này ta đã vui rồi. Ông hãy xem lại ông đi ạ. À? Trời, là ta đây sao? Có nhiều vàng mà trong ta lại tiều tụy, nhếch nhác thế này. Ra phố mọi người sẽ cười cợt ta cho xem. Tiền bạc lại làm ta thành ra như thế này sao? Điều ước thứ ba. Chàng thấy thiếp và liễu thì thứ gì đẹp hơn? Đương nhiên là nàng đẹp hơn rồi. Thiếu gia, phụ thân của người đang lâm bệnh nặng, rất muốn được gặp người. Trời, được, ta đến ngay đây. Không, chàng nhất định phải ở lại đây với em. Chàng mà đi thì em buồn chết. Nhưng cha ta đang bệnh nặng, ta không thể bất hiếu với người được. Chàng, vậy chàng không cần em nữa ư? Nếu chàng đi, coi như tình nghĩa của chúng ta chấm hết. Chàng trai, ta đã cho cậu quyền lực, tiền bạc và cả ái tình như cậu muốn, cớ sao cậu vẫn cứ thở dài? Thưa cụ, con nghĩ lại rồi ạ. À. Cậu đã thay đổi quyết định rồi ư? Dạ vâng, con thà làm người nông dân cày cuốc mà được thung dung giữa thiên nhiên đất trời, được làm mình còn hơn là làm nô lệ cho tiền bạc, địa vị, ái tình. Thưa cụ, hãy nhớ rằng không có gì là không phải trả giá. Hãy tự mình tìm kiếm những điều đó bằng chính đôi tay, sức lực của bản thân. Cậu sẽ không bao giờ mất tự do. Hóa ra là một giấc mơ. Hay, đi làm tiếp thôi. Chuyện người lái xe. Các con đừng sợ, bà lái xe không sao đâu. Mẹ nhìn kìa, cây cột đường bị đổ hết. Con thấy những chiếc xe ô tô phía trước cứ như sắp đâm vào mình rồi. Con đừng nhìn ra cửa nữa, nhìn vào ba thôi, giống như chị con kìa. Mẹ nói đúng đấy, chỉ nhìn ba thôi sẽ chẳng thấy sợ đâu. Em xem, ba rất bình tĩnh, không việc gì chúng ta phải sợ cả. Ba mẹ con bình tĩnh đi, để ba tập trung lái xe, bảo mỗi lúc một lớn hơn rồi đấy. Mình ơi, họ còi xin đường chúng ta đấy. Bây giờ lối chạy xe còn không có thì làm sao mà có chỗ cho xe khác vượt. Đường lại bị nước ngập rồi, có vượt lên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Họ còi nghe sốt ruột quá mình nạ. Hay mình xem có chỗ nào tấp vào nhường đường cho họ đi trước đi. Mẹ nói đúng đấy, ba cho họ vượt lên trước đi ạ. À? Không được. Lái chiếc xe hơi này chạy trên đường cao tốc ngày mưa ngày bão mà cứ y như ốc sên dạo phố ấy. Xe hơi cái nổi gì, xe lu thì có ấy. Bực hết cả mình. Kia kìa, nhà ông ta đang ngồi ăn rồi đấy. Thấy ghét. Mưa bão thế này lái xe không an toàn chút nào. Nhà mình cứ nán lại đây đợi mưa ngớt rồi hãy đi tiếp. Em cũng nghĩ vậy mình à. Nếu không biết lái xe thì đừng có chạy vào đường cao tốc. Thôi, ăn mau lên các cậu rồi còn đi. Thà đi ngoài mưa bão còn hơn là đi sau chiếc xe lu. Ngớt mưa rồi, trời sáng hẳn ra mẹ nhỉ. Xe nhà mình lại chạy bon bon. Chỉ tầm nửa giờ nữa là về đến nhà thôi mình nhỉ. Ừ, sắp rồi. Đường nước rút rồi nên đi nhanh được. Chỉ xây xát nhẹ, không ai bị thương cả. Nhưng các anh cũng nên đến trạm y tế gần đây kiểm tra. Xe chúng tôi còn trống một chỗ, có thể cho một người đi nhờ. Tôi sẽ chở giúp hai người còn lại. Xe nhà tôi cũng còn hai chỗ trống,
Hai anh này mình vừa gặp ở quán ăn lúc nãy ba nhỉ? Chắc các anh đi nhanh quá nên mới bị ngã đây. Bọn anh tại trời mưa to, tầm nhìn kém, đường lại trơn trượt, chứ không thì làm sao tay lái lụa như bọn anh trượt ngã được chứ. Hóa ra cứ lái xe không chuyên như bác lại hay, đi chậm chậm thế mà lại chắc. Thú thật với mấy cậu, trước đây tôi đã từng lái xe tải đường dài mấy chục năm rồi đấy. Sao cơ ạ? Bác đã từng là lái xe tải đường dài sao? Đúng vậy. Và ngồi sau vô lăng, lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng càng gặp tình huống khó khăn, mình càng phải cẩn trọng, không chỉ bảo vệ an toàn cho mình mà còn cho người khác nữa. Dạ, chúng cháu sai rồi, cháu xin lỗi bác. Đây âu cũng là bài học nhớ đời với chúng cháu. Cô ông bận rộn. Xin chào, xin chào. Bạn đi đâu vậy? Tớ đang đến nhận việc ở công ty mật ong hoàng gia. Ồ, trùng hợp quá. Tớ cũng đang đến nhận việc ở công ty đó. Thật có duyên khi gặp bạn ở đây. Mình cũng bắt tay nha. Hai cô tới nhận việc ở phòng nghiên cứu đúng không? Dạ, vâng ạ. Xin chào, tôi là ông quản lý. Mời hai cô đi theo tôi. Bằng cấp của hai cô quả thật rất tốt. Mới vượt qua hàng trăm đối thủ để vào được đây đấy. Dạ. Đây là chỗ làm việc của hai cô. Wow, mình sẽ lập nên sự nghiệp lớn ở đây. Chào mừng hai cô gia nhập công ty mật ong hoàng gia. Cùng cố gắng nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Ôi trời, cứ tưởng nhàn nhã ai dè, bận tối mắt tối mũi thế này. Phải giải tỏa một chút mới được. Chào mọi người. Đây là mật từ loại hoa mới. Chị kiểm tra giúp em nhé. Chị đang bận, buổi chiều em quay lại đi. Nhưng mà em đang cần gấp chị ạ. Chị kiểm tra giúp em luôn được không? Em buồn cười nhỉ. Chị đang còn cả một đống việc phải làm. Để đấy cuối buổi chiều quay lại lấy kết quả. Còn không thì thôi. Vậy buổi chiều em quay lại. Sao bạn không tranh thủ giúp cậu ấy một tí? Dù sao cũng không mất nhiều thời gian mà. Bạn không thấy tớ bận bù đầu à? Có phải là không muốn giúp đâu. Bạn vẫn có thời gian dùng điện thoại đấy thôi. Cũng phải giải trí tí xíu. Làm mãi sao được. Dạo này cháu làm việc thế nào? Công ty đang có thêm việc nghiên cứu hỗn hợp mật mới đấy. Muốn thử sức không? Cháu bận lắm bác ạ. Chắc không có thời gian cho nghiên cứu mới. Vậy cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm quá sức. Chúng ta đồng hạng đấy. Sắp tới đợt bình bầu quản lý, kiểu gì tớ với cậu cũng có vị trí tốt. Hy vọng như vậy. Vị trí trưởng phòng nghiên cứu là ông Nâu. Vị trí phó phòng chắc chắn là của mình. Vị trí phó phòng nghiên cứu là ông Văn. Chúc mừng cậu. Chúc mừng. Không thể, không thể thế được. Tôi không phục. Tôi thấy việc bình bầu này không được công bằng. Kết quả này là do phiếu bầu của từng nhân viên một trong công ty. Hoàn toàn công bằng và chính xác. Rõ ràng, trình độ chuyên môn của ông Văn còn cách xa tôi lắm. Chúng tôi còn bình bầu dựa trên thái độ với công việc. Cậu có khả năng, nhưng lúc nào cậu cũng tỏ ra mình là người quan trọng hết. Vị trí quản lý không chỉ cần mỗi trình độ, mà còn cần biết tạo cảm hứng thúc đẩy những con ong khác. Cô thì lúc nào cũng kêu ca mệt mỏi, bận rộn với công việc. Tôi... Trong một tập thể, không ai là quan trọng hơn cả. Làm việc trong một công ty lớn như chúng ta,
mỗi ông phải xác định là sẽ có nhiều việc phải làm, tự bản thân mỗi người phải tự điều chỉnh cho hợp lý. Cháu hiểu rồi ạ. Xin lỗi tất cả các ông. Xin tất cả cho tôi cơ hội để tôi được sửa chữa những điểm không tốt. Bác tin là ở đây ai cũng sẵn lòng giúp cháu tiến bộ, đúng không các ông? Đúng ạ. Đúng vậy. Đúng ạ. Đúng vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.